Dạ, hôm nay mình mới đi lễ về, xin kính chúc các bạn đang xem video và tiếp tục theo dõi video thì mình xin chúc các bạn bình an. Ngày hôm nay mình đi lễ thì có một cái bài hát, nó là lạy xin Chúa xin cho con bắt lại từ đầu. Bây giờ mình thấy rất là sáng sớm. Ở đây thì nó đóng đá ha, đóng đá nha, đó đóng đá, ok. Đá. Tối hôm qua mình đang làm thì mình thấy nó xuống lạnh quá nên mình ngưng. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về cái tớt brick lights, ok. Đây con mấy con ngan của mình nó đi qua làng xóm xong nó đi gần gần tới đây. Nhưng mình thấy có một con ha, một con nó đang đi vào đây. Ngan nó thì nó đi ăn cỏ, bây giờ nó mọc cánh nó bay được rồi. Có một số con ngan thì năm ngoái nó bị chết hay là ai ăn thịt nữa thì mình không biết, nhưng mà nó bị chết ha. Ok, bây giờ nó có 4 con ngan cái ở đây. Ok, nó ăn cỏ. Dạ vâng. Sáng sớm nó đi ăn này. Tất cả nó là 5 con, 6 con, có 1 con đực. Ok, bây giờ mình trở lại với cái chiếc xe Tacoma này 2002. Mình đậu cũng hơi lâu bởi vì nó bị hư cái máy đó. Bây giờ mình phải tiếp tục để mình làm cho nó cho nó kịp để mình thay cái inspection sticker. Nó đã sắp hết hạn này, đây là nó đề là November ha, November. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Dạ, như mình đang thấy đây thì nếu mình ấn cái đầu này vô đó thì nó hở cái mé bên kia ha. Hở mé bên này. Đó, bây giờ thì mình sẽ khoan lỗ, mình giữ nó vô. Tuy là nó không có đẹp nhưng mà mình sẽ cố gắng mình làm như vậy bởi vì mình cần cái xe này cho ngày hôm nay. Dạ vâng. Rồi sau đó mình mua cái thép sau. Có một cái tiện đi nơi này nơi kia đó, cái mình ghé ngang mình mua nó sẽ có, nhưng mà mình biết rằng là nó sẽ có nhưng mà không biết là bao lâu thì nó sẽ có. Dạ, đây như mình thấy xa xa trên nhà của mình thì đống đá ha, đống đá đây, đống đá bên này. Đây là cái cây cam của mình ha. Vậy thì cây nhà lá vườn của mình đó. Tiếp tục hôm nay mình sẽ đến với các bạn là cái tớt brick lại nha. Dạ, như mình đang thấy đây đó thì cái fuse nó có theo màu ha, cái theo màu. Nhưng là cái màu vàng này thì nó là 20 em, ok, 20 em. Thì cái màu này thì nó là 15 em. Mình nhớ là 20 em, 15 em. Cái màu này thì là 10 em, 10 em, ok. Cái fuse này nó cũng cũ rồi nhưng mà bây giờ người ta vẫn còn xài đến. Thì có một số cái dây nó vẫn còn, họ vẫn còn xài đến bây giờ. Đây là cái fuse này nó là 10 em. Bây giờ cái kiểu cái fuse này nó sẽ như vậy ha. Thì hôm nay đó thì mình sẽ đến với các bạn về cách troubleshoot cái dây. Dạ. Dạ, hiện tại bây giờ thì cái connector này thì ở đây thì nó không có cái ground ha. Thì cái dây này đó thì mình lấy từ ở cái mình lấy đi ra đây. Thì cái này nó là cái negative, ok. Nhưng mà mình lấy từ ở cái bóng đèn ở đây, bóng đèn ở đây mình ra đây. Thì mình đo thì nó không có, nó có power, có đỏ nhưng mà nó không có ground. Bây giờ mình phải kiếm cái ground, ok. Mình phải kiếm cái ground. Dạ, thì đây là cái đồ nghề mà mình mua cũng các đều cũng khoảng thời gian cũng khá lâu rồi. Đây, có một cách nữa
Có một cách nữa là mình muốn biết là cái điện nó vô hay không thì mình bỏ cái này vô, mình bỏ cái này vô đây, mình bỏ cái bóng điện này vô trong cái dây này coi coi nó sáng hay không. Thì mình phải đè máy lên, mình phải đè máy lên rồi cho nó nổ nó, rồi xong rồi mình bỏ cái này vô coi coi cái bóng đèn nó lên hay không. Hoặc là mình dùng cái này, mình dùng cái gọi là cái test light này, mình mua khoảng cái mình mua khoảng chừng cái đây đã 20 năm rồi. Thì nó có một cái cây dài như vậy, có một cây dài như vậy nó nối vô đây. Thì hồi đó mình mua cái cây này cũng rất là nhiều tiền, rất là nhiều tiền. Bây giờ thì không biết trị giá bao nhiêu. Thì ở trong đây nó họ có chỉ cách cho mình xài. Cái này là Bluepoint, Bluepoint. Cái hồi đó mình làm trong hãng Toyota đó. Bây giờ mình còn nó. Thì đây là cách mà mình xài, mình bỏ bỏ cái này vô đây, đây cái dây như vậy. Thì mình nối một cái dây này lên cái bình điện ở phía trước á, bình phía trước nhá. Dạ, như đây mình đang thấy là mình sẽ kẹp nó vào đây. Thì cái dây này nó là dây dây này nó là dây trừ. Thì khi mà mình xài một cái sợi dây điện như vậy đó thì mình biết là nó có sợi dây dây trắng và sợi dây 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 đen. Thì khi mình xài trong nhà đó thì cái sợi dây đen này đấy, nó trở thành là một sợi dây nóng, còn dây trắng đó là nguội. Ok, thì bây giờ cái kẹp này đó thì mình dùng nó là cái thêm màu trắng thôi. Bây giờ mình kẹp nó vào lỗ, bây giờ mình bắt nó lộn thì mình bắt cái này thì nó là 10 em 10 em mình chế cái này ra để mình bắt. Thì thay vì mình xài cái kia nó ở trong cái circuit slider outlet đó, thì mình xài như vậy nha, mình chế như vậy. Bởi mình skip nó đi, bởi vì cái đồ kia nó không có chế dài, cái dây dài, mà nếu mà chế cái dây dài đó thì tốn thêm nhiều tiền. Nó có một cái extension bằng cái sợi dây thì mình có thể chế được, mình chế được để cho đỡ tốn tiền. Đây là một cái sợi dây thì mình thay vì mình bắt cái sợi dây này vào trong đây đó thì mình chế, mình nối ở dây đây. Cái này là Toyota Tacoma nha các bạn. Mình sẽ hiện tại bây giờ đó mình sẽ trong tương lai mình sẽ tháo cái này ra, mình thay cái gasket. Nó bị hư cái bình này mà mình chạy ráng xuống dưới là bởi vì nó rất là nguy hiểm. Ok, thì mình chạy ráng xuống cái exit đó, cái nó bể rồi, nó chạy một thời gian sau nó mới bị hư luôn cái head gasket. Ok, dạ thì bây giờ mình xuống như này đó thì mình không cần phải nổ máy, mình chỉ cần bật cái chìa khóa on lên cái là mình thấy cái đèn này nó lên hay không nhá. Ok, bây giờ mình đè máy rồi, bây giờ mình sẽ đạp cái chân chân này xuống, mình bỏ cái cây này vô. Bởi vì mình làm có một người đó thì bắt đầu cái cây này mình chống ở chỗ nào cũng được để cho nó giữ lại cái thắng. Ok, giữ lại cái thắng ha. Đó, như vậy thì ở đây thì nó cái armrest. Ok, bây giờ mình thấy cái đèn thắng nó lên ha. Mà ở trên này bây giờ mình tháo nó ra rồi, mình biết rằng là như vậy rồi. Ok, bây giờ thì mình dùng cái này. Bây giờ mình dùng cái test light này mình bỏ vô đây. Ok, nó lên đỏ như vậy nghĩa là nó có cái nóng, có nóng hot. Còn cái bên này nó thì nó không có cái, nó không có lên cái gì hết. Nó không có lên cái gì hết thì tất nhiên là nó bị hư cái sợi dây nguội. Thì mình có chế ra là để cho nó cái sợi dây nguội này đó. Sợi dây nguội này thì nó đi vô trong cái sườn này. Đi vào trong cái sườn này nó thì như mình cái sườn này nó không có lên ha, hay là nó bị hư rồi. Không biết là cái sợi dây trừ này nó nằm ở đâu, nó hư chỗ nào ha. Đó, thì khi mà nó không có lên cái nó nổi lên cái xanh xanh đó, nổi lên cái xanh xanh đó thì mình biết rằng là nó
Dạ, như bây giờ thì mình thấy mình đè máy lên nó nổ brake light ha. Để brake light nó on. Bây giờ không có lý do nào mà họ từ chối mình. Thì như thế này là nó cái camber top này nó hơi nghiêng về phía trước. Thì bây giờ mình làm cách nào đó là mình cho nó thẳng xuống như này ha. Nó thẳng và nó sáng hơn. Bây giờ nó nghiêng như vậy thì mình thấy cũng sáng nhưng mà nó không có rõ. Bây giờ nó lại là trực tiếp ha. Thì mình phải chêm cách nào đó, mình buộc cái dây cho nó đi thẳng về phía sau, straight, nghĩa là thẳng về phía sau ha, thay vì nó chỏng lên trời, nó chỏng lên trời cao. Thì cái chỏng lên trời như vậy nó thì nó cho cái xe truck, cho một cái xe truck, nó xe tải đó. Ok, bây giờ mình để tạm như vậy coi họ có đồng ý hay không, rồi xong rồi nếu mà họ không đồng ý thì mình sửa khác. Đồng thời mình cũng muốn làm lại cái này cho nó sáng hơn chút xíu. Ok, vậy thì mình đã thành công rồi nhá. Bây giờ mình xin chào các bạn, chúc các bạn một buổi sáng tốt đẹp và những ngày còn lại trong cuối tháng và cuối năm được êm đềm trong hạnh phúc gia đình.